Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người lại quay trở lại với kênh YouTube về cờ suy của mình. Thì trong video lần này mình sẽ phân tích ván một của trong khuôn khổ tranh ngôi giữa kỳ thủ Fujita và kỳ thủ Yoshiharu Habu trong khuôn khổ là vương tướng chiến kỳ 72. Thì đây là một ván đấu khá là đặc biệt tại vì đã gần như là rất lâu rồi có một huyền thoại thi đấu với một như là một thiên tài, một tài năng trẻ hiện đại. Thì ở đây thì Fuji Shota sẽ là người đại diện cho hiện tại, một thiên tài gần như là nổi bật nhất của nền cờ suy nghĩ Nhật Bản. Còn Habu sẽ là đại diện cho quá khứ, một huyền thoại sống luôn. Nếu như mà ông có thể giành được danh hiệu vương tướng chiến kỳ lần này thì ông sẽ có trong túi 100 danh hiệu, một kỷ lục của bên chuyên nghiệp của Nhật Bản. Tới đây thì hai bên chơi khai cuộc đối tượng. Khai cuộc này khá là phổ biến rồi nên mình sẽ không nói nhiều nữa. Không có gì đặc biệt, hai bên đi những nước đi chuẩn theo Nuseki. Thì ở đây thì ở nước đi thứ 25 ấy thì có thể thấy là Habu vẫn để vua ở trung tâm, có lẽ là ông muốn chơi vương tọa trong ván đấu này. Còn Fuji đã đưa vua qua bên trái một chút để có thể trong tương lai nhập thành chẳng hạn. Và ở đây thì Sente có khá nhiều sự lựa chọn. Một là anh có thể lên vàng ở 8, đưa vàng để có thể đưa vàng lên ô 6, 7, xây một cành Yaguga. Hai là anh có thể nhảy mã lên vào 3, 7 để có thể nhảy mã lên ô 4, 5 chẳng hạn, tấn công bạc ở vị trí 3, 3, đồng thời tấn công tốt ở vị trí 5, 3 ở đây. Hoặc đơn giản để tốt biên. Nhưng mà thay vì làm những điều trên ý, thì Fuji quyết định là tấn công luôn. Anh để tốt lên ô 3, 5 này, toàn xuống này. Và bạc ăn lên. Thì ở đây thì Habu cũng không muốn thả tốt ở 3 tự làm gì cả, tại vì điều này cũng không ngăn cho bên kia có thể đặt lên ô 2 tự để tấn công. Lưu ý nhá, đây là kể cả khi mà bên kia có thể ăn bạc ấy, thì bên phía của Sente có thể ăn tốt vào ô 2 3 phong cấp. Tốt phong cấp rất là mạnh đúng không? Cộng đôi vào bạc. Còn nếu như mà hai bên đổi quân cho nhau như thế này, sẽ qua đây con xe của kỳ thủ Fujita rất là mạnh, tại vì nó có khá nhiều ô để đi đúng không, có khá nhiều mục tiêu để tấn công. Vàng ở 32 này, còn bạc ở 64. Dĩ nhiên là Habu không muốn cho đối phương có nhiều không gian cho quân cờ, mạnh trên bàn cờ là quân xe, nên là Habu không thả tốt ở 34. Thế đây là ông chủ động để tốt ở ô 75 để phản công vào cục 7 của phía bên kia. Cái tốt thả 34 này, bạc lên này, hai bên lại một lần nữa đổi bạc cho nhau này. Tốt lên 24, đến đây thì con bạc này không còn nữa nên là Fuji thoải mái tấn công quân 2 thôi. Tốt lên này, sen xuống này, tốt thả 23 này. Sẽ giúp ô 26 thì ở đây thì giúp ô 26 sẽ hợp lý hơn, giúp ô 28 thì con xe ô 26 ấy nó có thể phòng ngự được hàng ngang thứ 6 nữa. Để đề phòng cho trường hợp là bên kia ví dụ đi, tốt lên này, bạc ăn lên này. Tốt thả này, từ bạc lên hai bên đội bạc thì xe này vẫn có thể bảo vệ được hàng thứ sáu đúng không? Là mình kia tạm thời không thể thả quân bạc vào 66 được, hoặc là thả tượng ở ô 66 được, ví dụ vậy. Thì ở đây thì quay trở lại này, khi mà xe giúp về ô 26 nhá, bạc thả vào 35, Habu nhận thấy đồng xe đứng ở 26 nó phòng khá tốt nên là ông chủ động thả bạc để có thể đuổi con xe đi. Xe lên này, tấn công lại con bạc bên kia thì tạm thời vẫn chưa thể ăn tốt lên đây được, tại vì kia sẽ bạc lại. Chạy bạc đúng không, bạc lên ô 36 này, xe rút về này, thì đúng là bây giờ con xe là rút về hàng ngang thứ 6, nhưng bây giờ con bạc sẽ mà tốt ở ô 7 và lão tướng Habu sẽ một con quân cờ khá là mạnh ở ô 47 đúng không, rất gần con vua của Fujita được mới chịu ở 68. Thì nhận thấy là bên kia đang có một chút lợi thế trong việc tấn công nên là Fuji buộc lòng là phải thả bạc vào 58 ngay, loại bỏ quân cờ tấn công ở 47 này ngay. Cái hai bên lại một lần nữa đổi quân này và tốt là thả ô 37 dọa để xuống ô 38 phong cấp. Thì đây thì nếu như mà Sente tham ăn nhá, ăn con tốt này thì bên kia sẽ thả tốt vào 36 ngay. Có mã mà nhảy thì vô tình khiến cho con xe này hơi yếu, nó không có nhiều ô để đi đúng không, và ngoài ra thì nó cũng là một mục tiêu khá là dễ hạ, thả bạc vào 35 này sẽ giúp về đâu không quan trọng lắm, kêu có thể để tôi xuống phong cấp này. Xuống đây thì có thể thả tượng vào đây, rất nhiều nước để đi đúng không. Còn
Đấy là khi mà nhảy mã lên, còn nếu như ăn xài quà thì cũng vậy. Ăn xài quà có khi tệ nữa khi mà mình có thể ăn to xuống, dụ bạc lên và có thể thả tượng ở 54 thành công đôi bạc và xe. Ở đây thì chạy xe thì mất bạc, mà chạy bạc thì lại mất mất xe đúng không? Làm một trong hai thì Fuji đều thiệt cả. Nên là Fuji để nguyên con xe, để nguyên con tốt của Habu ở 7. Thế đấy là anh đi khá là thú vị, đấy là thả bảo 43. Dụ con vàng của Joshua lên thì dĩ nhiên là không thể ăn lên được, tại con xe sẽ ăn số tốt ở 23 đây phong cấp. Và bỗng dưng là hậu phương của Habu có một con xe giống rất là mạnh của đối phương đúng không? Thường đổi mã này, rồi vàng này, kể khi mà ông thả bạc ở 32 tấn công và bảo vệ hai con này thì đơn giản xuống xe rồng ở ô 22 thôi. Ở bên đây thì con xe rồng này đang dọa xuống ô 31 chiếu vua hoặc là ăn con thượng đây đúng không? Tuy nhiên là Habu không muốn điều này xảy ra nên là ông cứ để nguyên con bạc đấy và ông thả bạc ở 35 chủ động tấn công ngược lại con xe bên kia. Xe lên bạc về, và đây thì dĩ nhiên là không thể chạy xe được, để mà làm thế sẽ mất bạc, bây giờ không thể ăn con xe bạc con tốt 23 được. Thì ở đây thì Fuji sẽ có hai sự lựa chọn, một là thì xe và bạc, hai là ăn bạc và vàng. Thì nếu như mà anh ăn xe và bạc nhé, tôi ăn lên này, bạc ăn xuống vàng này, xe ăn qua được là, cũng là một cái biến mà Fuji có thể tính đến. Tượng thì thả 43, con tượng này rất là mạnh nhé, không kém lên một xe cả. Xe qua 22 thì bên kia sẽ thả vàng 32 ngay, và đây thì Fuji sẽ lấy lại con xe trên tay. Còn nếu như mà xe chạy sang bên tay trái thì có thể ăn tượng và mã, thì mặc dù là lợi thế gần như của hai bên là vẫn đang ngang bằng như nhau, hai bên đều có cơ hội để giành chiến thắng. Fuji thì không có tượng rồng này, và con vua của Fuji đứng ở 68 an toàn hơn rất nhiều con vua của Habu ở 51. Nhưng mà ngược lại Habu có một con xe có thể thả vô 28 để tấn công ngang rất là tiện. Nhưng mà Fuji lại không đi theo bến này, thế là anh chủ động đi theo bến ngược lại để là ăn bạc và bạc trước, không quan cấp nhá, tự thể vẫn dọa ăn vào con tốt ở đây. Bạc ăn xuống xe này, bạc ăn xuống mã này, quan cấp này. Mà nếu mà làm thế này thì Fuji sẽ chấm mất một nhịp, tại vì phải đợi nước tiếp theo thì Fuji mới có thể thả con tượng 43, thì sẽ giúp cho Habu thể tốt xuống để tấn công con bạc ở đây. Có thể thấy là khá thú vị, tại vì nếu như ta để ý nhé, ở nước thứ 28 Habu để tốt xuống 75 để phản công đúng không? Nhưng mà phải đợi đến khi mà Fuji tấn công xong và nước thứ 54 thì Habu mới có thể ăn tốt này rất là lâu đúng không? Có thể là Fuji tấn công khá là hiệu quả. Đến đây thì sau khi tốt ăn xuống nhé, bạc ăn lên tốt thả và 74. Thì nếu mà thả tốt rồi 75 ấy thì cũng là một số lựa chọn dành cho Habu, nhưng mà làm như thế này thì cột 7 của Habu nó hơi hở, nó có thể thả tượng vào 5 5 chẳng hạn, hoặc là thả mã vào 74. Nhưng mà ngược lại thì Fuji cũng hở hở 66 76, nhưng mà với một người thì đấu chắc chắn, nhưng vì không muốn điều này tí nào thì có thể vào đấy, là nên thay vào đấy là thay vì thả tốt ở 75 cố gắng tấn công luôn thì chủ động là thả tốt ở 74 thôi, hoặc là ngăn cho bên kia thả mã ở 74, hoặc là thả tốt ở 74. Ok, tốt để lên này, bạc phải rút về, tốt để xuống này, bạc lên. Thì mục đích của mấy nước đi vừa rồi không phải là để đi linh tinh, mà là để có thể thả mã ở 66 tấn công tốt ở chỉ 74 đây, để có thể tấn công xe đây, và đồng thời là ngăn không cho con vua chạy qua ô 62. Cái bạc rút về này, bảo vệ tốt này, mã lên. Có thể thấy là Habu phải cẩn thận nhé, nếu như mà ông đi không cẩn thận, ví dụ như là lên tốt đi, mã nhảy lên, thì có thể thấy là hai con mã đây kiểm soát được khá là nhiều ô đúng không? Không những là tấn công bên tay trái mà không có trung tâm nữa, ngay đúng vị trí con vua nó đứng nữa, nên là sẽ rất là khó cho Habu có thể phòng ngự ở tình huống này nếu như mà để cho mình kiểu nhảy mã lên. Nên là ông chủ động là thả tượng để có thể loại bỏ con mã ở đây. Thì trông thì có vẻ nước đi này nó đi sai, tại vì sau khi mà sente thả vàng này,
Con tượng này không chạy được, chạy xuống thì mình chỉ thả tốt ngay. Bây giờ con tượng chết. Nhưng mà sau khi đổi quân này thì có thể thấy là việc đổi tượng lấy mã trong tình huống này là hợp lý dành cho Habu nhé. Tại vì con tượng của Habu trên tay nó không làm gì nhiều, nó không giúp ích gì nhiều trong việc tấn công lắm, trong khi con xe ở đây đã làm khá tốt nhiệm vụ rồi, có thể thả xe ở hải tát chẳng hạn. Và ngoài ra con mã ấy, chớ chê là con mã ấy, mà dù yếu hơn nhưng mà nó có thể tấn công tốt hơn, thì Habu có thể thả mã vào ô 46 tấn công vàng ở đây. Con vàng đây không hơi khó để chạy, nếu mà chạy thì mình kia sẽ thả xe ở dưới đít ngay, còn vua này tạm thời bị khóa không đi đâu được. Và đây là một sự đổi trác khó lợi dành cho Habu nhá, nhưng mà đổi lại thì phù gì cũng có lợi luôn, khi mà hai con tượng trên tay của anh sẽ là một sự lựa chọn không tồi khi mà trận đấu đã bước vào tàn cuộc, đặc biệt là khi con vua của Habu không có nhiều quân bảo vệ xung quanh và có nhiều khoảng trống đúng không. Thì sau khi vàng con tượng này, mã thả này, mã lên 6-5 như đã nói, thì việc chạy vàng nó không hợp lý lắm. Chạy lên thì mình kia thả xe ở hàng cuối cùng, mà chạy sang ngang thì mình kia cũng thả xe, nên đi đâu họ cũng có, thì Habu cũng có thể thả xe tấn công được, là Fuji chủ động là lên mã để phản công. Thì đây thì ở thế cờ thứ 6 nước 69 ý, thì cả hai bên đều không giấu gì ý định chơi đối công, và nếu chỉ cần một trong hai bên đi xa thôi thì trận đấu sẽ diễn biến rất là nhanh. Nhưng mà rất tiếc người đi xa lại là lão tướng Habu, tại vì trong trận đấu là ông hơi cẩn thận quá, ông lên bạc ở 64. Thì ở đây ông có thể thả xe ở 28 ngay để tấn công ngay, thì Fuji không có thời gian để có thể ăn bạc, tại vì sau khi xe ăn qua thế này, xe rồng này mạnh hơn rất nhiều so với con bạc, thì thậm chí sau khi vua chạy thì ăn mã lên đúng không. Hoặc là nếu như bên kia không ăn bạc mà ăn tốt đi, thì rõ ràng là vẫn có thể ăn xe vào đây. Con xe này, lưu ý con xe của Hà Bố có thể đang canh chừng hàng thứ hai nhé, nên là gần như là con vua của ông trông thì có vẻ không ổn lắm, nhưng nó vẫn có thể bảo vệ được. Còn lại một con xe rồng ở đây thì nó sẽ là một hiểm họa rất là lớn dành cho hàng phòng ngự của Fujita. Thì sau khi bạc lên này, sau khi bạc lên và vàng lên, thì đến đây thì có thể thấy là Habu đã bỏ lỡ thời cơ để có thể ghi một con vàng ở vị trí 58 này lại. Nếu mà để ý nhé, nếu như mà Habu thả xe từ sớm ấy, con vàng này không chạy được đúng không, và sẽ có thể thấy là mặc dù con vua của Fuji được bảo vệ bởi bốn con tướng, nhưng mà bốn con tướng này không kết hợp với nhau nhiều lắm. Đặc biệt là hai con ở dưới, hai con dưới ấy, nó bị kẹt, nó không thể di chuyển để bảo vệ nhau được. Nhưng mà nếu mà để cho Fuji chỉ cần một nước thôi lên vàng, thì bỗng dưng là bốn con tướng này kết hợp với nhau rất là tốt. Và bây giờ kể cả khi mà Habu có thả xe, khi mà Habu lên đây thì con vua này cực kỳ an toàn, không có cách nào để tấn công được con vua này, đặc biệt là khi mà trên tay của Habu không hề có bất cứ một con tấn công thường đường chéo nào cả, như là con tượng hoặc là con bạc. Và nước tiếp theo lại một lần nữa là Habu đi sai, ông ăn xe xuống mã. Thì ở đây thì có lẽ ông không để ý là bên kia để thả tượng vào 18 tấn công đôi xe rồng vào tốt đúng không. Có lẽ trận đấu sẽ vẫn ổn cho Habu nếu như ông cấp ở đây hợp lý hơn, hoặc là nhảy mã xuống, hoặc là lên vàng phòng ngự một số tốt ở trung tâm đúng không. Nhưng mà rất tiếc là ông lại chọn nó đi tệ nhất là xe xuống mã. Thì sau khi mà xe rồng ăn con thương nhá, tức là đồng thời chạy, thì tượng mà tốt ở 63, và đến đây thì một con tượng rồng rất là mạnh, nó vừa cản cho con vua qua 62 này, nó vừa tấn công con bạc này, và nó vừa tấn công một con tốt ở trung tâm này. Và gần như cũng khi mà để cho thiên tài Fujita ăn con tượng con tốt ở 63 ấy, thì Habu, lão tướng huyền thoại Habu không còn cơ hội trong ván đấu này, gần như là thế trận này đã nghiêng hẳn về phía của Sente mất rồi, và gần như là toàn bộ nước đi còn lại là vấn đề thủ tục. Habu cố gắng là trong nước cuối cùng là thả tượng 95 để chiếu đúng không, nhưng mà dĩ nhiên là bên kia thả bạc ở 86 thôi. Thì cũng sau nước đi này thì lão tướng Yoshiharu Habu quyết định là đầu hàng. Thì cái lý do mà ông đầu hàng ấy, tại vì ông không tấn công được và ông không thể phòng ngự được. Nếu như mà ông
tấn công đi. Tốt vào bạc đi. Thì bên kia sàn tưởng vào vàng ngay chiếu này. Sen qua thì thả mã vào 63 chiếu. Không quan trọng lắm con vua ấy đâu, vua qua 41 thì thả vàng 31 là chiếu hết. Còn con vua đi hướng ngược lại 61 đi thì thả vàng 71 là chiếu hết. Còn nếu mà trong trường hợp vua chạy nhé, thì bên kia có thể thả vàng 62 này, chiếu này. Đến đây thì bộ lòng sẽ bắn qua rồi. Ăn xuống, bù ăn lên. Vẫn không, đến đây vẫn không thể thoát được tại vì bên kia có thể thả xe 62 chiếu ngay. Vua xuống, thả mã chiếu này, vua quả này xuống tượng rồng xong. Còn nếu mà chạy lên, nếu mà chạy lên thì bên kia sẽ thả mã ở trên, tức là ô 75 chiếu ấy. Đến đây thì xem nào, vua có một nước đi là lên ô 74 đúng không? Tượng rồng ăn về này. Nếu vua ăn ăn tượng rồng nhá, bên kia thả thương là xong. Không phải thả thương mà lên vàng, xong, vua hết đường chạy. Còn nếu mà cố gắng chạy nhá, thì có thể thả thương vào 85 chiếu này, vua phải chạy về đây để xe qua đây. Là chưa hết được rồi. Nên là việc ăn tốt và bạc có vẻ không ổn lắm. Còn nếu ăn tượng và bạc ấy, tôi ăn lên, xe rồi ăn về, vua chạy xuống đến đây thì đúng là cũng có cơ hội để tấn công thật, nhưng mà thực sự là không có hai bu, không có vàng để thả ô 58 hoặc là xe để thả ô 58, ông chỉ có bạc thôi, nhưng mà thả bạc để nữa không phải nó chiếu. Còn nếu như mà trong trường hợp mà ông ăn vàng lên tượng này ra như tình huống này, thì ở đây thì xem nào, có thể thả mã này chiếu này, vua qua và ăn tốt vào vàng. Nên đây thì mọi chuyện còn tệ nữa khi mà có tận ba quân đang bảo về bốn quân nhé, về con vua của Habu. Ở đây thì không có cách nào để giúp cho Habu thoát được khỏi đường chưa hết cả. Ok, một trận đấu có thể nói là không tệ của kỳ thủ Habu Chuseru. Ông phòng ngự rất là tốt trước đòn tấn công vũ bão của Fu Shota ngay từ đầu trận đúng không? Và thậm chí là ông có một chút cơ hội để phản công, đặc biệt là nước thứ 69 khi mà mình kia nhảy mã lên, ông có thể có cơ hội tấn công ngay khi mà người ta sẽ 28, nhưng mà ông lại chủ quan không đi nước này. Thế đây ông hơi cẩn thận quá, ông lên bạc ở 64, và có lẽ Fuji chỉ cần như vậy đúng một cơ hội là có thể vươn lên dẫn trước. Thì với việc giành chiến thắng trong trận đấu này thì kỳ thủ Fujita đang tạm thời dẫn trước kỳ thủ Habu Yoshiro với tỷ số là 1-0 trong loạt trận tranh ngôi. Và đến đây thì phần phân tích video của mình cũng xin phép được kết thúc, và mình sẽ gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.